Sẽ tặng cho người nào mà đạt doanh số cao trong vòng 3 tháng. Thì Hường thấy thì chưa có hết 3 tháng, nhưng mà doanh số của anh Trường đã vượt con số đấy rồi. Bây giờ là bao nhiêu, cụ thể là bao nhiêu rồi anh Trường? Mở mưu lên đi đi. Bây giờ là 5.300, Bao nhiêu, 5.000 mấy? 5.350. 5.350 hả? Anh từ từ anh đợi để em hoàn thành cái form này đã. Thì em ghi chú 5.350 đúng không? Ok. Quá 5.350 đô. Đấy. Mình chấm phẩy không không cho nó ấy, 5.350 đô nha. Trời ơi, ok, chưa hết 3 tháng, tuy nhiên là hôm nay vẫn sẽ tặng cho anh một món quà đặc biệt. Đó là một cái city một cái bản chứng nhận là vượt vượt thành tích 3.550 đô. Tức là nó có thể là những ngày tới hết 3 tháng có thể là nó sẽ lên gấp đôi một mong đợi á. Nhưng mà rất là xuất sắc. Nói chung là Hường rất là vui về điều này, rất là hạnh phúc vì anh đã đạt được cái con số đấy. Nên mọi người có thể là cho anh Trương một tràng vỗ tay thiệt là mừng không? Giơ tay đi, giơ tay đi.